Xin chào tất cả mọi người, chào mừng quay trở lại với America Today. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu bốn cái lý do chính khiến nhiều người chọn nước Mỹ để định cư nha. Thì Mỹ là một cường quốc thế giới, chính vì vậy mà không có gì quá ngạc nhiên với một cái số lượng rất là khổng lồ của những cái công dân trên khắp thế giới muốn định cư tại nước Mỹ và gọi đây là một giấc mơ Mỹ. Thì sau đây là bốn cái lý do quan trọng khiến cho bạn muốn chọn nước Mỹ để định cư. Thì cái lý do thứ nhất đó là yên tâm hơn với nhiều hỗ trợ từ chính phủ. Khi bắt đầu định cư ở cái đất nước mới, ai cũng sẽ đều lo lắng đến công việc, văn hóa và nhiều thứ trong cuộc sống mới. Thì ở Mỹ, nổi tiếng với chính sách là trợ cấp và phúc lợi xã hội rất là tốt. Điều này giúp những người mới định cư cảm thấy rất là yên tâm và tin tưởng hơn khi cuộc sống gặp phải những cái khó khăn hay những cái việc cần phải giải quyết gấp. Thì các phúc lợi thường được kể đến như là phúc lợi dành cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, người tàn tật, vân vân và vân vân. Và đặc biệt là các trợ cấp liên quan đến các công việc, y tế, bảo hiểm, trợ cấp dành cho những người có thu nhập thấp nhằm giúp họ san sẻ những cái nỗi lo về sức khỏe, nhà ở, lương thực trong một cái hạn mức thời gian nhất định. Cái lý do thứ hai đó là cái môi trường sống rất là xanh và lành mạnh. Thì một trong những cái lý do chính khiến nhiều người muốn an cư lập nghiệp tại cái đất nước Mỹ thì đó là môi trường, không khí và sự an toàn vệ sinh thực phẩm tại nơi đây. Nước Mỹ luôn có những quy định nghiêm ngặt về việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, bạn có thể yên tâm khi mua thực phẩm ở bất cứ cửa hàng nào. Bên cạnh đó, gần đây, Mỹ có ban hành các điều lệnh không khói thuốc và đã được ban hành ở nhiều nơi trên đất nước Mỹ. Điều này cho thấy ý thức bảo vệ môi trường cũng như cái sức khỏe công cộng ở đây rất là cao, phù hợp cho một cuộc sống rất là lành mạnh. Cái lý do thứ ba là hệ thống giáo dục vào thuộc là bậc nhất thế giới. Thì bên cạnh cái việc nổi tiếng về các trường đại học bậc nhất thế giới, nơi đào tạo ra rất là nhiều nhân tài, thì ở Mỹ, các học sinh, sinh viên còn được nhận rất là nhiều trợ cấp từ chính phủ. Tại đây không có sự phân biệt đối xử mà trẻ em đều được tôn trọng và được hỗ trợ như nhau. Đối với gia đình người nhập cư, trẻ em dưới 18 tuổi được học miễn phí tại hệ thống trường công lập, có xe buýt đưa đón và được ăn trưa miễn phí ở trường. Bên cạnh đó, các em còn có riêng các lớp đặc biệt thời gian đầu để học thêm về tiếng Anh và làm quen dần với môi trường học tập. Ngoài ra thì nước Mỹ là một đất nước đa văn hóa và chủng tộc, nên các bậc phụ huynh không cần lo lắng con em mình sẽ bị lạc lõng hay là bị phân biệt đối xử ở nơi đây. Cái thứ tư đó là cái lối sống văn minh và ý thức rất là cao. Và nếu bạn sống trong một cái xã hội với những con người văn minh và ý thức cao thì bạn phần nào sẽ được rèn luyện hơn về cái lối sống tích cực của chính bản thân bạn cũng như là chính bản thân của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng cảm thấy thoải mái hơn trong cái cuộc sống giao tiếp hàng ngày, đặc biệt là khi tham gia giao thông ở Mỹ. Bạn sẽ cảm nhận được điều này rất là rõ ràng. Bên cạnh cái sự tiến bộ, kinh tế vững mạnh, thì nước Mỹ còn có nhiều điều thú vị, nền văn hóa rất là đa dạng. Vậy nên càng ngày thì càng có nhiều gia đình và du học sinh muốn định cư Mỹ để định cư. Thì đó là cái bốn cái lý do mà gần như là cái bốn lý do mà nằm cái phần mấu chốt quan trọng để khiến nhiều người chọn Mỹ là định cư đó mọi người. Alina cũng cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái phần chia sẻ hôm nay của mình. Hẹn gặp lại mọi người vào cái video lần sau. Nếu yêu thích kênh, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye!